đang hé, tắt máy xuống xe, còn em vẫn đang ngơ, đang thở, đang ngẩn ngơ, không hiểu làm gì mà lại bị bắt. Tính dương ngã từ cơm mặt, tại sao bắt riêng em? Em bị oan, không phải em, sao lại đen như thế? Đang đi một mình, đang ăn vỉa thôi, nhưng sao anh cứ nghĩ, cứ lo rằng em là một thằng tội phạm như thế? Xin anh lần này thu xe, thì em biết nói sao với lại bố mẹ bây giờ? Vậy thì chạy đi công an kia, công an kia. Có chốt em ơi. Công an kia, công an kia. Quay đầu em ơi. Công an kia, công an kia. Có chốt em ơi. Công an kia, công an kia. Chốt ngay bên đường. Em xin xin anh, xin anh, xin anh hãy tha cho em lần này. Em xin anh, xin anh, xin anh hãy tha cho em lần này. Em xin xin anh, xin anh, xin anh hãy tha cho em lần này. Em xin xin anh, xin anh, xin anh hãy tha cho em lần này. Em xin anh.